Chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách làm một cái bộ kích điện từ 12V lên 220 để thay cho điện lưới mỗi khi mất điện, tức là kích từ bình ắc quy lên. Thì cái mạch này nó khỏe hay không là một phần là do cái biến áp của các bạn có đủ lớn hay không. Biến áp lớn thì nó sẽ khỏe. Như cái biến áp của mình thì nó 15 cm vuông, có diện tích là như vậy, thì mình kích ra thì sẽ được là khoảng độ 120W. 15 cm vuông mà tính ra thì là nó khoảng 150W, nhưng mà trừ khấu hao các thứ linh tinh đi thì nó khoảng 120W. Và dùng 120W thì dùng được những cái gì thì các bạn tính ra là biết thôi. Bóng tít thì cũng đáp được 40W, bóng tít mà cái loại compact thì nó nhẹ điện hơn 35W, đáp được mấy cái bóng. Nói chung là tùy. Thì đầu tiên thì các bạn sẽ phải làm cái mạch này nó khác với cái mạch kích cá, là nó ra cái xung dao động tần số 50 Hz, cho nên là nó sẽ không lấy dao động ở nơi cái cuộn hồi tiếp của biến áp, mà các bạn sẽ phải tự làm một cái mạch gọi là cái mạch dao động cho cái bộ đèn công suất, tức là cái mạch này coi như là cái mạch điều khiển đấy, cái mạch dao động đấy cho cái bộ đèn công suất. Thì cái đèn công suất ở đây thì mình sẽ dùng vẫn là 8 đèn 2 vế, mỗi bên 4 đèn để cho nó hoạt động theo kiểu là kéo đẩy. Thì đầu tiên thì các bạn phải chế một cái bo mạch. Chế một cái bo mạch thì tùy các bạn, có thể là lấy cái mên của cái vỉ cũ các bạn tự chế ra, hoặc là các bạn có thể lấy cái bìa giấy, ở đây là cái bìa giấy chống cháy của cái làm khuôn của phe bên A, mình làm cái mạch dao động của nó, để mà thứ nhất là để cho các bạn dễ nhìn, thứ hai là nó cũng rất là dễ làm, và nó cũng mình thấy cũng không ảnh hưởng gì. Cái mạch dao động của nó rất đơn giản, nó chỉ có khoảng độ 3-4 con điện trở với 2 con tụ với 2 con đèn nhỏ D613, thế thôi. Lắp ráp rất là dễ và rất dễ thành công. Thì đầu tiên thì các bạn hàn hai cái đường dây, một cái là đường dây dương, một đường là đường dây âm ở trên hai đầu cái bo mạch. Sau đó thì các bạn gắn cái con đèn đó vào. Như cái sơ đồ của mình vẽ, mình sẽ đưa lên cái sơ đồ rất chi tiết và chính xác, không thể sai một tí nào hết, để cho các bạn làm và các bạn chỉ việc lắp theo cái sơ đồ đó chính xác mà không cần phải thử, nó sẽ chạy. Đầu tiên là hai cái con điện trở 47 ohm 2W. Hai con điện trở này nó dao động từ 45 cho đến 60 ohm, nhưng mà cái quan trọng là các bạn phải làm cái con điện trở nó to một tí, nó tức là nó phải 2W trở lên, vì cái điện trở này là cái điện trở nối thẳng từ cực dương đến chân C của cái con đèn khiển, cho nên nó chịu tải khá lớn, vì thế là có thể nó sẽ nóng, vì thế các bạn sẽ phải dùng hai con điện trở có cái công suất từ 2W trở lên. 2W thì đó nó to như vậy, và hai con điện trở thì các bạn phải cố gắng là lấy hai con điện trở có trị số bằng nhau, tức là 50 ohm thì là 50 ohm cả, 60 ohm thì 60 ohm cả, mà 47 ohm thì 47 ohm cả. Thứ hai nữa là ở trong mạch thì là chính xác như trong sơ đồ thì nó là 47 ohm, nhưng ngoài thực tế thì các bạn có thể dao động nó lên từ 45 cho đến 60 cũng không sao hết. Còn khi các bạn hàn thì
Tức là khi các bạn hàn các cái mối hàn là các bạn lưu ý một điều là phải thật sự là tuyệt đối là không được để cho nó hở. Bạn phải thật sự hàn cho nó thật ngấu, bởi vì ở đây mình không có cái bo mạch mà mình hàn trực tiếp vào cái những cái dây đồng cũng như là đầu cái con chân của cái con đèn, mình nối thẳng. Chính vì thế mình nối như vậy nó không không chắc chắn một tí nào hết. Vì thế mà các bạn buộc phải hàn thật sự là ngấu, bỏ vào thiếc vào cà đi cà lại cho nó ăn thiếc, các bạn chấm vào thì nó mới thật sự ăn. Và nhiều khi các bạn hàn mà cứ tưởng là nó ăn rồi nhưng thực ra là nó chưa ăn. Và nếu như nó chưa ăn thì nó sẽ xảy ra cái trường hợp là khi lắp vào thì không biết là tại sao nó không chạy, chả biết là nó ở bị ở đâu. Hai con điện trở tiếp theo là hai con điện trở có trị số 3,3K. Hai con điện trở này vì hiện tại là mình không có cho nên là mình đã nối tiếp hai con điện trở các thứ này cho nó đủ 3,3K. Thì các bạn mua thì các bạn nên mua một, chỉ cần lắp một con thôi nếu mà nó đúng 3,3K, và hai con điện trở này cũng phải thật sự bằng nhau để cho cái mạch nó dao động thật sự đều. Và hai con điện trở đó thì nó cũng chỉ là hai con điện trở bình thường thôi, không cần phải hai con điện trở công suất, hai con điện trở nhỏ tí nữa thôi, vì nó chỉ là cấp dao động cho cái chân B của cái hai cái con đèn, hai con đèn khiển này, hai con D63 này. Tiếp theo thì các bạn sẽ lắp tiếp hai con tụ của nó. Hai con tụ ở đây là hai con tụ 4,7 mi, 25V hoặc là cao hơn nữa cũng được, 50V cũng được, 25V cũng được. Hai con tụ đó nhỏ nhỏ thế thôi, giống như trong sơ đồ mình đưa ra. Thì như vậy khi vậy các bạn lắp xong thì chỉ việc đóng vào cái là nó chạy luôn. Vì thế cái mạch dao động của nó rất đơn giản và rất dễ lắp. Ở hai cái chân C của chân E của các con đèn thì các bạn nối thẳng xuống mát. Còn tại chân C của hai con đèn cũng lại có hai cái chân C thì mỗi con đèn các bạn đều đưa ra một đầu dây để làm dao động cho cái cực B của 8 con đèn công suất, thì mỗi con nó sẽ điều khiển 4 con. Mỗi con đèn D63 sẽ điều khiển 4 con đèn công suất. Vì thế các bạn sẽ đưa từ chân C của con 63 ra cái chân B của 8 con đèn công suất, là của 4 con đèn công suất một vế. Mỗi con sẽ điều khiển 4 4 con. Cái mạch này nếu mà các bạn khéo tay các bạn có thể ghép nó nhỏ tí luôn chứ không không phải to như cái của mình như thế này. Nhưng mà các cái con đèn này các bạn nhớ là để cái phiến tản nhiệt cho nó đỡ nóng thì nó sẽ được bền hơn. Về đây là mình đo điện thì mình thấy là hai con điện trở này mình kiếm được chứ không phải là mình mua. Mình kiếm được thì hai con điện trở này nó bị lệch nhau, còn thì 47, còn thì những 60 ohm, còn thì 47 ohm. Mình phải tháo ra và mình nối thêm một con điện trở 20 ohm nữa vào cho nó đủ hai bên bằng nhau, hai con điện trở bằng nhau. Như vậy thì nó sẽ cân đối hơn. Cái bình thì các bạn dùng cái bình bất kỳ loại bình nào cũng được. Sau đó thì các bạn sẽ phải lắp 8 con đèn công suất vào một cái phiến nhôm tản nhiệt lớn. Và các bạn sẽ đấu 4 con song song với nhau một vế. Cứ 4 con một vế thì các bạn đấu song song với nhau
đấu song song là các bạn đấu B với B, E với E, C với C, cứ bốn con một vế, sẽ đưa ra mỗi con sẽ đưa ra ba đầu dây, một đầu dây là cực B, một đầu dây là cực C và một đầu dây là cực E, thì cứ bốn con một vế, mỗi vế các bạn sẽ đưa ra ba đầu dây. Và khi lắp các cái con đèn này, các bạn cũng phải cố gắng lót cách điện cho nó bằng cái miếng dây bóng. Và những con đèn này nó sẽ có một cái chân e chung, chân e là chung toàn bộ luôn, còn cái chân C thì riêng và chân B thì riêng. Chân B của bốn con vế bên này sẽ nối thẳng vào chân C của một con đèn khiển. Chân B của bốn vế bên kia sẽ nối thẳng vào đầu con chân C của con điều khiển còn lại. Còn chân C của hai vế thì các bạn đấu vào hai đầu ngoài của biến áp, thì cái biến áp các bạn sẽ phải quấn ra ba đầu. Ba đầu mỗi đầu là 33 vòng, đó là theo cái biến áp của mình. Và ở giữa có một đường ra, tức là cái cuộn đó, cái cuộn cuộn dây to đó, cuộn cuộn vào đấy. Tức là cái cuộn thứ cấp đấy. Nếu như là biến áp nguồn thì là nó là thứ cấp, còn biến áp kích thì nó là sơ cấp. Thì là nó sẽ có khoảng độ 66 vòng. Và ở giữa là con đầu ra, mỗi bên 33 vòng. Còn cái cuộn mà cuộn ra ra điện 220 thì mình quấn khoảng độ 600 650 vòng thì nó ra đủ 220 V. Và sau khi làm xong thì mình thử điện thì mình cắm, nhưng mà các bạn phải làm cái cầu chì cho nó để nó an toàn. Nên đây mình đấu cái cầu chì tạm thời vào ở cái cọc giữa đó, để lỡ không may nó có bị là sao thì nó cắt đứt đi để nó bảo vệ cái linh kiện. Thì sau khi mà mình đấu xong thì mình cắm thẳng vào bình ắc quy và mình thử luôn, thì đèn nó sáng. Mình lắp qua tải cho nó bằng một cái bóng điện 75W, tại vì bình ắc quy của mình nó cũng khá là nhỏ. Và các bạn có một cái điều cực kỳ là quan trọng mà phải lưu ý là khi các bạn bật lên thì các bạn cố gắng là phải các bạn phải để sẵn tải cho nó, tức là các bạn phải cho tải sẵn, chứ các bạn không được để cho nó không có tải, bởi vì nếu không có tải thì rất dễ là có thể nó hỏng linh kiện. Vì thế các bạn phải cho tải, tất nhiên là cũng có thể thôi, chứ còn không chưa chắc là nó đã hỏng ngay. Thì các bạn phải có tải sẵn cho nó, tức là ví dụ như là các bạn phải có cái gì đó bật sẵn lên rồi, ví dụ như lắp bóng thì các bạn phải lắp cắm bóng vào rồi thì nó mới an toàn. Bất kỳ cái bộ kích nào cũng như vậy hết, kể cả những cái bộ kích 500 nghìn hay là 1 triệu bán ngoài thị trường, các bạn cũng phải lắp tải sẵn cho nó mới an toàn được. Thì sau khi cắm điện thì mình thử, thì với cái bóng 75W và mình đo đồng hồ thì nó đủ 220 V. Và như ở đây mình tính toán công suất thì nó ra khoảng độ 120 V. À, 100 nó ra khoảng độ 120W. Và ở cái đầu ra các bạn có thể cho ra điện 110 ở cái mối nối chính giữa, hoặc là 220 ở cái cuộn dây 650 vòng. Còn 320 vòng thì nó sẽ cấp cho điện 110. Và mình đã thử cái mạch này, nó chạy rất là ngon và không hề nóng nước gì. Nó chỉ nóng có mỗi hai cái con điện trở công suất
45W, 47W đó thôi, 47V đó thôi, 47 ohm đó thôi. Còn các cái cây khác nó không 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 nóng một tí nào hết. Và các bạn nếu mà muốn cái công suất của bạn các bạn lớn thì bắt buộc các bạn phải có cái biến áp lớn một chút, tức là khoảng độ từ 15 cm vuông trở lên sẽ được khoảng độ 100 đến 120W. Còn nếu các bạn không có nhu cầu dùng nhiều, các bạn chỉ dùng ít thì các bạn lại quấn cái biến áp nhỏ hơn. Còn cái cách quấn biến áp thì mình đã có một cái bài tính công thức quấn biến áp rồi. Nếu mà các bạn cảm thấy khó quá thì có thể mình sẽ hướng dẫn thêm một cái bài là gọi là làm khuôn để mà quấn biến áp, cách lót giấy các thứ, cũng như là cho ra đầu ra như thế nào. Còn khi mà dùng cái mạch này thì nó rất là cái mạch này nó rất là đơn giản và rất là dễ lắp ráp thành công. Và các bạn nếu như mà làm đúng như theo cái sơ đồ của mình đưa lên thì đóng một nhát là ăn ngay. Nếu như các bạn làm chuẩn, làm y xì và không có một cái mối hàn nào gọi là bong hết thì đóng một phát là nó chạy ngay, không phải nghĩ ngợi nhiều. Chúc các bạn thành công. Xin chào và hẹn gặp lại. Rất mong các bạn ủng hộ và theo dõi thêm những cái video của mình tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.